Trạm thu phí An Sương An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, trưa ngày 7 tháng 1 năm 2019. Hàng trăm tài xế tụ tập phản đối trước thông tin trạm thu phí này hoạt động lố 32 tháng. 7 trên 10 làn xe tắc nghẽn, quốc lộ 1A gần như tê liệt. Dù lực lượng chức năng có mặt rất đông tại hiện trường, nhưng tình hình vẫn không hạ nhiệt. Tiếng loa phát đi, tiếng còi xe in ỏi và sự bức xúc của giới tài xế. Em là người chủ xe này và em trực tiếp trả tiền với cho ảnh. Và em hỏi là cái phí sử dụng dịch vụ này là đầu tư vào những cái hạng mục nào. Và anh không trả lời được, anh cứ kêu là cho xe qua đi. Em mới hỏi là nếu anh đưa cho em một cái giá vé như thế này và anh kêu em đi qua đi, và tất cả những cái dãy xe đằng sau này nè, họ có đi qua giống như em và khi nhận được tờ giá vé này họ không phải trả tiền không? Thì em nói là em không hề sử dụng dịch vụ, tại vì em đi từ dưới miền Tây lên. Em đến cầu vượt Hương Hồng 2 thì em lại đi không lên cầu, em đi một bên hông cầu. Và đến đây và em không hề sử dụng dịch vụ. Và em yêu cầu là em phải mua tờ mua vé. Các đồng chí kia làm sau một thời gian thì các đồng chí đó vẫn cứ bắt em mua vé. Em không mua vé thì một số đồng chí công an ra. Theo các tài xế, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn An Sương An Lạc có thời gian thu phí từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên đến nay, trạm vẫn hoạt động, vì vậy nhiều người yêu cầu phải bỏ trạm. Tuy nhiên trước đó, theo lý giải của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng IDCO, đã có sự hiểu nhầm của các tài xế. Cụ thể, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn An Sương An Lạc với chiều dài 14 km, mở rộng 6 nút giao thông, 6 cầu vượt, có kinh phí khoảng 831 tỷ đồng, thời gian thu phí đến tháng 1 năm 2017. Giai đoạn 2 là giai đoạn đầu tư bổ sung. Chủ đầu tư đã xây dựng 4 cầu vượt với tổng số vốn hơn 1.600 tỷ đồng để giải tỏa ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Thời gian thu phí hoàn vốn đến tháng 1 năm 2033. Việc này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng nhận đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo các tài xế, việc này là chưa thuyết phục. Họ không công bố cho dân biết. Họ âm thầm họ đầu tư. Để mãi đến khi có kết luận thì mới biết rằng là những cái dự án của họ đang là vi phạm. Thì người dân cũng muốn minh bạch. Đó. Khi là cái nào chúng ta sai chúng ta phải sửa. Chứ chúng ta không thể mà làm bừa như vậy. Và đến thời điểm này vẫn chưa có một quyết định chính thức nào của Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép cái trạm này tiếp tục tồn tại. Đến chiều nay, tình hình tại trạm thu phí đã tạm lắng. Những biển cấm dừng xe quá 5 phút được gắn dày đặc tại các làn thu phí. Và có lẽ đã đến lúc chủ đầu tư cần minh bạch với giới tài xế, thay vì chọn cách im lặng đến khó hiểu.